Anh rất là kỵ những cái diễn viên mà tự quá thân phim. Đang quay cái thấy chạy ra thêm một miếng son. Đúng, giống như Thị Bình về sau á, rất là già, rất là xấu. Nhưng phải mà chịu. Đó phải chịu. Và hơn nữa là mình đang thể hiện cho khán giả thấy đó, đó là nhân vật Thị Bình, chứ không phải đó là Nhật Kim Anh. Chị Nhật Kim Anh thân mến, em được biết rằng đạo diễn Nguyễn Phương Điền rất khó tính, nhất là phần hóa trang, chẳng hạn như là nhân vật nào nghèo thì không thể là phấn trắng môi hồng kẻ mắt. Còn khi lớn tuổi thì buộc phải là phải buộc tóc lại, rồi có nếp nhăn. Nếu mà diễn viên sợ xấu lén tô vẽ thêm hoặc là xóa bớt cũng khó mà thoát được mắt của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Chị xác nhận điều này không ạ? À, cái này thì Kim Anh xác nhận, nhưng mà vấn đề là anh Điền phải có kiến nha. Anh Điền coi mô, anh Điền không đeo kiến là nhiều khi anh Điền không thấy nếp nhăn, anh Điền kêu dễ thêm đó. Giống như cái đợt phim Tiếng Sét Trong Mưa anh ha. Tiếng Sét Trong Mưa là thật ra là già lắm rồi, nhưng mà hôm đó là anh Điền không đeo kiến. Cho nên anh Điền cứ kêu lên dễ thêm đi em, dễ già thêm, già thêm đi. Anh thấy trên đây còn trẻ lắm. Rồi dễ thêm riết mà già chát luôn đó. Vì vậy là phải đeo kiến thì mới là nhìn ra điều đó. Còn anh Điền sao ạ? Anh có chia sẻ gì về cái điều mà người ta hỏi vừa rồi nhờ em hỏi chị Kim Anh không? À, không, thực sự thì nó phải cái nhân vật nó phải chính xác. Đúng rồi. À, nói muốn già muốn trẻ gì là do cái nhân vật của mình đang thể hiện. À, giai đoạn trẻ thì làm sao hóa trang cho nó trẻ, xinh đẹp. Trẻ thì trẻ. Cho nó đúng đúng tính cách trong thời điểm đó. Rồi nhân vật già thì bắt buộc phải cũng già đúng tính cách đó. À, anh rất là kỵ những cái diễn viên mà tự quá thân phim. Có nghĩa là một khi mình đã định trang xong tất cả mọi nhân vật đó, thì bắt buộc phải theo cái định trang đó. Chứ không thể nào mình đang quay cái thấy chạy ra thêm một miếng son, chạy lại cái tóc. Thực ra đó là những cái rắc co, rắc co mình phải nên giữ. Diễn viên thì đôi lúc thì họ muốn lên hình cho nó đẹp, cho nó sinh động. Nhưng mà mình với tư cách một người đạo diễn thì không được phải làm, bắt buộc là không được phải thực hiện những gì đó. Tất cả đều phải nằm ở trong một sự rắc co, trong sự tính toán của đạo diễn. Một hai cọng tóc, lọn tóc rơi xuống làm sao giữ nguyên cái rắc co đó. Giọt nước mắt vẫn rơi ở khúc cỡ chặn đó hoặc là mồ hôi như thế nào. Thì bắt buộc mình, nguyên tắc là mình phải giữ đúng rắc co đó. Đi ngủ, diễn viên muốn đẹp, thường thường là sợ thoa son đi. Thì anh bắt buộc phải ra tháo son ra. Hoặc là cái trường hợp mà nhảy xuống sông. Anh nói nhảy xuống sông là diễn viên sợ lắm. Cứ giờ bộ lấy nước xịt xịt ướt, không có bắt nhảy thiệt. Như chị lên để thấy cảm giác được đó là những cái. Ở trong phim Lưới Trời thì có cảnh là diễn viên Khương Thịnh sẽ chạy đi kiếm Hạnh, chạy năm non bảy đổi. Thực ra diễn viên thì họ có thể diễn được, nhưng mà mình muốn cảm giác thật á, mình phải bắt diễn viên phải hóa trang như thật. Có nghĩa là anh nói phải chạy 4 vòng để ra cái mồ hôi thật và cái cảm giác mà chạy để tìm em khắp bờ sông mà thở hồng học á, thì nó lại khác với cảm giác là anh chạy lại đó anh diễn thì thực sự nó không được như vậy. Hoặc là diễn viên muốn khóc cảnh khóc đi, Nhật Banh cũng vậy, nói em ơi nếu em không khóc được thì anh sẽ ngồi đợi đây gì. Cảm giác diễn viên phải khóc thật. Khi em khóc thật em thể hiện được nhân vật á, thì nước mắt á nó làm cho cái tiếng lệ mình trong nó làm mắt, cho trong mắt đó, nó sẽ đỏ. Còn diễn viên nào mà thấy nhỏ nước mắt là nó đây là họ diễn bằng kỹ thuật thì anh không chịu. Nói chung là nó sẽ có những cái thủ thuật mà để cảm thấy được là cái phim mình nó chân thật mà nó gần gũi nhất đối với khán giả. Với lại hơn nữa là nếu mà diễn viên á mà đã là ví dụ như vào một cái nhân vật ví dụ như là một người già hoặc là ăn mày đi thì phải đúng cái nhân vật đó, chứ không thể nào mà mình đi lên thoa thêm miếng son hay này kia nọ. Tại vì bản thân Kim Anh cũng vậy, Kim Anh muốn là nhân vật nào ra nhân vật đó. Cũng giống như Thị Bình về sau á, rất là già, rất là xấu. Nhưng phải mà chịu. Đó phải chịu, tại vì đó là nhân vật của mình. Và hơn nữa là mình đang thể hiện cho khán giả thấy đó là nhân vật Thị Bình, chứ không phải đó là Nhật Kim Anh.